vừa qua đoàn tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn samco đã tổ chức diễn đàn chia sẻ mô hình vượt trên sự mong đợi của khách hàng trong đoàn viên thanh niên công nhân khối dịch vụ thương mại tại đây các bạn đã chia sẻ nhiều cách làm giải pháp mô hình tiêu biểu vừa mang đến sự hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp vừa tạo niềm tin sự tín nhiệm của lãnh đạo đối với tổ chức đoàn chương trình đã giúp các bạn đoàn viên thanh niên trong khối dịch vụ thương mại trực thuộc đoàn tổng công ty cơ khí giao thông vận tải sài gòn giao lưu trao đổi kinh nghiệm từ đó về áp dụng tại đơn vị mang lại hiệu quả lao động kinh doanh cao cho doanh nghiệp